Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phải chăng đàn áp khách hàng chính là tôn chỉ của Vingroup? Vào ngày 23 tháng 11 năm 2022, Facebook Phương Ngô đã đăng tải một status ngắn kèm theo hình ảnh chụp một tờ giấy mời của Công an Phú Quốc gửi cho một cư dân Vingroup. Nội dung giấy mời cho thấy Công an Phú Quốc mời cô Bích Chi, một cư dân của Vingroup, đến đội an ninh Công an thành phố Phú Quốc để làm rõ việc treo băng rôn tại khu phố thương mại Greenwood. Facebook này đã đặt câu hỏi rằng lại hăm dọa hay sao? Đây là hình ảnh giấy mời của Công an thành phố Phú Quốc gửi cho cô Bích Trì. Status này hiện đã lan truyền trên mạng xã hội rất rộng rãi và được nhiều bình luận chia sẻ. Trước đó, một ngày vào ngày 22 tháng 11, cô Phương Ngô cũng đăng một đoạn video cư dân Vingroup Phú Quốc đã biểu tình kèm theo một status ngắn nói về vụ việc. Theo Facebook này, cư dân Vingroup Phú Quốc biểu tình vì phản đối cách quản lý bất cập của Vingroup. Những thỏa thuận trong hợp đồng mua bán giữa Vin và cư dân đã không được thực hiện theo cam kết. Cơ sở hạ tầng bị xóa nhiều hạng mục, không đúng với bản vẽ kế hoạch ban đầu. Những việc này dẫn đến nhiều thiệt hại và khó khăn cho cư dân trong việc kinh doanh và sinh sống ở đây. Hình ảnh trong video cho thấy rất đông bảo vệ, công an và cả trang phục rằn di của quân đội cũng xuất hiện ở khu vực cư dân biểu tình. Lực lượng bảo vệ Vin còn đông hơn cả người tố cáo, khiếu nại và cũng đã có những tranh chấp, xô đẩy xảy ra. Một tuần trước đó, vào ngày 15 tháng 11, một nhóm chủ sở hữu các căn hộ trong khu chung cư cao cấp Vinpearl tại Nha Trang cũng đã bị hành hung, cướp đồ khi họ đi đòi quyền lợi của mình. Những khách hàng này đã cùng nhau đến trụ sở chính của tập đoàn Vingroup ở phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Gần đến trụ sở chính thì lại xuất hiện rất đông đảo bảo vệ mặc trang phục rằn di như của quân đội và nhiều thanh niên xăm trổ. Nhóm thanh niên này đã chặn đoàn khách hàng lại và cướp thùng áo thun mà họ định mặc khi làm việc với tập đoàn này và hành hung họ rất dã man. Cũng hôm 15 tháng 11, một nhóm khách hàng của dự án Vinpearl tại Đà Nẵng cũng đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình phản đối quy mô hàng chục người tại Hà Nội. Nhóm người này mặc áo đỏ mang dòng chữ yêu cầu Vin trả sổ hồng cho cư dân của Đà Nẵng. Nhân viên bảo vệ của Vin đã xông vào hành hung của họ và ít nhất có một người đã bị đánh chảy máu mũi và một người nước ngoài bị bẻ quặt tay ra phía sau. Đây là hình ảnh băng rôn phản đối Vingroup. Khi tiếp xúc giám đốc chăm sóc khách hàng của Vingroup, bà Hồ Thị Thanh Thủy ngang nhiên tuyên bố rằng đây là trụ sở và lãnh địa của Vin, các anh tự nhiên nhào vào nhà của người ta thì đương nhiên người ta phải đánh các anh. Thái độ của bà Thủy phải chăng đại diện cho thái độ chăm sóc khách hàng của Vingroup? Đánh khách hàng chính là văn hóa, là tôn chỉ của Vingroup hay sao? Cũng không ngạc nhiên khi báo chí Việt Nam cũng im lặng, không có một dòng nào về những vụ việc tương tự như vậy đang diễn ra hiện nay. Tuy nhiên, ở thời đại Internet thì rất khó có thể bịt miệng người dân khi mà người dân có rất nhiều công cụ trong tay để biểu đạt. Chỉ cần vào Google Search là có thể tìm thấy rất nhiều thông tin về các vụ việc bất cập xảy ra tại Vingroup, Vinhomes, Vinpearl, Vinsol cho đến Vinfast, v.v. Trang blog Nhật ký Vinhomes của một cư dân Vinhomes được lập từ năm 2016 với lời giới thiệu ngắn gọn rằng mình hiện đang sống tại Vinhomes City, Time City. Mình viết blog này với mong muốn chia sẻ một cách chân thực nhằm cho các bạn thông tin chính xác, khách quan về cuộc sống tại đây. Trang blog này đã đăng tải rất nhiều bài viết về sự dối trá, lừa đảo khách hàng của Vinhomes, Vinsource và những cách thô bạo mà tập đoàn này đã sử dụng để đối phó với khiếu kiện của khách hàng. Đây là hình ảnh màn hình giao diện của blog Nhật ký Vinhomes. Một video đăng tải trên blog này từ tháng 3 năm 2019 cho thấy rất đông công an bảo kê cho một nhóm đầu gấu gây sự với các cư dân của Vinhomes, những người xuống đường phản đối sự dối trá của Vin. Bọn chúng đã xông vào cướp điện thoại, đánh những người quay video và cướp cả bóng bay. Trong video có thể nghe rõ những tiếng phụ nữ kêu rằng, ôi, Vin mà như thế à. Blog này đã phải thốt lên rằng, đàn áp khách hàng là tôn chỉ của Vingroup từ bao giờ vậy. Và blog này kêu gọi rằng, hỡi các khách hàng mua dự án bất động sản của Vingroup, hãy nhìn chúng tôi để một lần nhìn sự thật, cân nhắc với đồng tiền xương máu của mình. Hỡi các khách hàng đang và sắp sử dụng dịch vụ của tập đoàn này,
hãy chứng kiến toàn bộ sự thật này để đánh giá sáng suốt lựa chọn. Tuy vậy, những vụ tranh chấp giữa Vin và khách hàng thì Vin vẫn luôn thắng và vụ việc dần dần chìm xuồng. Trong một xã hội mà công an luôn bảo kê cho kẻ mạnh, kẻ có tiền thì người dân thấp cổ bé họng, đành chịu thiệt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin Phải chăng đàn áp khách hàng là tôn chỉ của Vingroup. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Cánh miền Nam mượn cớ để khua chiêng khua trống, diễu võ dương oai trước mặt ông Tổng. Cánh miền Nam từng một thời làm mưa làm gió trên chính trường ở Việt Nam, đặc biệt vào thời kỳ ông Nguyễn Tấn Dũng làm Thủ tướng Chính phủ. Bằng sức mạnh của kim tiền, ông Nguyễn Tấn Dũng đã gây ảnh hưởng lên Trung ương Đảng, ảnh hưởng lên cả Bộ Chính trị. Với vị trí Thủ tướng, ông Dũng đã làm lu mờ vai trò của ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam lúc đó là ông Nông Đức Mạnh. Vào năm 2006, khi mới lên làm Thủ tướng, ông Nguyễn Tấn Dũng giành lấy chức trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Có công cụ này trong tay, ông Dũng đã khuynh đảo chính trường và thu hút đông đảo đồng minh về phía mình. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Minh Chiết, ông Nguyễn Tấn Dũng và ông Phạm Minh Chính là đương kim Thủ tướng. Trước này, ông Dũng nắm đến năm hết tháng Giêng năm 2013 thì mới bị ông Nguyễn Phú Trọng tước lấy. Có thể nói, với chức trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng trong tay thì đã nắm quyền điều hành nền kinh tế của cả đất nước, và cộng thêm việc đó, ông Lê Hồng Anh là một người gốc Kiên Giang nắm ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Ông Nguyễn Tấn Dũng làm cho cánh chính trị và các vùng miền khác phải e ngại, kiêng dè. Cho đến năm 2011, ông Lê Hồng Anh rời chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an, ông Nguyễn Tấn Dũng như mất một thanh kiếm quan trọng. Và cũng vào năm 2011, ông Nguyễn Phú Trọng ngồi vào chiếc ghế Tổng Bí thư thay cho ông Nông Đức Mạnh trước đó. Nhờ vậy mà đến năm 2013, ông Nguyễn Phú Trọng mới có thể giành lấy chức trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và từ từ lấy lại chức thế lực cũng như quyền lực từ vị trí Thủ tướng cho tới vị trí Tổng Bí thư. Đến cuối nhiệm kỳ thứ hai, ông Nguyễn Tấn Dũng đã mất rất nhiều vây cánh và quyền lực. Từ đó, ông thất thế trong việc tìm kiếm cho mình một suất đặc biệt để ở lại Bộ Chính trị. Có thể nói, vào năm 2016 là cái mốc mà cánh miền Nam thất thế do việc ông Nguyễn Tấn Dũng ở Kiên Giang và ông Lê Thanh Hải ở Sài Gòn chính thức phải nghỉ hưu. Khi ông Nguyễn Tấn Dũng về vườn, ông cũng đã rút trưởng Nam về nhà ông là Nguyễn Thành Nghị, bỏ Bộ Xây dựng để về Kiên Giang củng cố lực lượng, để tăng thêm vây cánh, đợi thời cơ trở lại Trung ương. Đây là hình ảnh có thêm ông Trương Tấn Sang, ông Võ Văn Thưởng và bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Chỉ cần một nhiệm kỳ, người thân thiết với ông Nguyễn Tấn Dũng là ông Phạm Minh Chính đã giành được chiếc ghế Thủ tướng đầy quyền lực. Lúc đó, thế lực của Nguyễn Tấn Dũng mới có cơ hội trỗi dậy và người tiên phong chính là ông Nguyễn Thành Nghị. Và hiện nay, qua 2 năm làm việc với tư cách là thành viên của chính phủ, ông Nguyễn Thành Nghị đã kết nối với ông Phạm Minh Chính rất tốt và đã xây dựng được lực lượng nòng cốt cho mình. Đại hội lần thứ 13 và hồi đầu năm 2021 cho thấy sự thất bại thảm hại của cánh miền Nam. Cả miền Nam chỉ còn có 3 ủy viên Bộ Chính trị, đó là ông Nguyễn Văn Nên, người Tây Ninh, ông Trần Thanh Mẫn, người Hậu Giang và ông Võ Văn Thưởng, người Vĩnh Long. Ba người này nói là người miền Nam nhưng thực chất đang phỏ thế lực ở miền Bắc. Cho nên trong Bộ Chính trị, thế lực miền Nam thực sự đủ nói chuyện ngang hàng với thế lực miền Bắc, không còn ai. Vì vậy mà phe miền Nam cần vùng dậy trong vòng 3 năm nữa là một nhiệm vụ hết sức lớn. Nhiệm vụ đó đang đặt lên vai gia đình ông Nguyễn Tấn Dũng, chứ không phải ai khác cả. Ông Võ Văn Kiệt chính là người miền Nam. Khi còn sống, ông Kiệt cùng với ông Lê Đức Anh là hai nhân vật đỡ lưng cho ông Nguyễn Tấn Dũng leo lên đỉnh cao của quyền lực. Có thể nói, ông Võ Văn Kiệt chính là ân nhân lớn của gia đình ông Nguyễn Tấn Dũng. Đây là hình ảnh toàn cảnh các quan chức và cựu quan chức cánh miền Nam. Trước ngày kỷ niệm 100 năm ngày sinh ông cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt, báo chí đã đồng loạt khua chiêng gõ mõ, ca tụng công lao của cố Thủ tướng người miền Nam này. Tiếp theo đó là vào ngày 23 tháng 11, hàng loạt quan chức miền Nam, cả cựu lẫn đương nhiệm, tụ tập về Vĩnh Long
dự buổi lễ cực kỳ hoành tráng kỷ niệm ngày sinh của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Những gương mặt tham dự bao gồm ông Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư, ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ, ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Quốc hội, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Tiến Dũng, cựu Thủ tướng và bà Nguyễn Thị Kim Ngân, cựu Chủ tịch Quốc hội, ông Trương Tấn Sang, cựu Chủ tịch nước và ông Nguyễn Minh Chiết, cựu Chủ tịch nước, ông Lê Hồng Anh, cựu Thường trực Ban Bí thư, bà Trương Mỹ Hoa, cựu Phó Chủ tịch nước. Có thể nói đây là lần diễu võ dương oai của cánh miền Nam lớn nhất từ trước đến nay. Không biết những người miền Nam đã từng là ủy viên Bộ Chính trị, từng có chân trong tứ trụ đã bàn gì, và nếu có kỳ vọng hồi phục thế lực miền Nam thì trách nhiệm đó vẫn đang đặt lên vai gia tộc của Nguyễn Tấn Dũng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin cánh miền Nam mượn cớ để khua chiêng, gióng trống, diễu võ, dương oai trước mặt ông Tổng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.